Xin chào tất cả các bạn, mình là Quốc Trí, đã từng thử sức tại cuộc thi MasterChef Việt Nam mùa đầu tiên. Và với chút ít kinh nghiệm từ cuộc thi, hy vọng mình có thể chia sẻ với các bạn cách để lấy phi lê cá hiệu quả nhất. Như vậy là chúng ta đã phi lê cá xong và đã được thành phẩm là hai miếng phi lê cá rất là đẹp như thế này và hoàn toàn là không sót xương nữa. Cho nên với lại cách thức này chúng ta có thể chế biến ra được rất là nhiều món ăn, có thể chiên lên, có thể nấu canh hoặc làm thành các món súp, và chúng ta cũng có thể hấp chín nó lên và ăn kèm một nước sốt rất là ngon. Và ngoài ra sản phẩm phụ của chúng ta có là phần xương cá này, các bạn đừng bỏ đi, bởi vì trong này chúng ta có thể cắt nhỏ ra và nấu thành một món nước dùng để chế biến thành những cái món khác, có thể là món canh hoặc món súp nào đó cho gia đình mình. Như vậy thì hy vọng các bạn có thể áp dụng cách thức mà Trí vừa chia sẻ và để chúng ta về nhà chúng ta phi lê cá và từ đó chúng ta có thể chế biến ra được những món ăn mà mình yêu thích. Xin cảm ơn các bạn.